Tổng kho bình bú sữa dành cho con. Xin kính chào tất cả bà con chăn nuôi. Xin chào tất cả các bác và quý đại lý. Ngày hôm nay thì bên em đang giới thiệu và review chi tiết đến cho các bác các loại bình bú nhé, dành cho heo con. Loại 7 vú, loại 9 vú và loại 12 vú. Đây, hàng cực kỳ nhiều các bác nhé. Ở kho bên em, đang có mặt tại kho bên em đây. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo em theo số hotline đang hiển thị trên màn hình hoặc ở cuối video. Em sẽ tư vấn và gửi hàng đầy đủ cho các bác nhé, đúng mẫu mã, đúng chủng loại. Đây, tất cả các mẫu em gửi cho các bác tại thời điểm sẽ là những cái mẫu cập nhật mới nhất nhé. Đây, hàng cực kỳ nhiều các bác nhé, bình bú bên em này. Đây, hàng rất là nhiều này, chưa? Đầy đủ số lượng cho các bác nhé. Đây, các bác nào có gặp phải hiện tượng như heo con mất mẹ hay heo con đang bú thiếu sữa nhé, bổ sung cho heo con để kịp xuất chuồng. Đấy, xuất bán heo giống thì alo em theo số hotline nhé. Tất cả các đầu đây, các bác đây, em có cung cấp cho các trại và các cái đại lý cần mua số lượng lớn nhé, alo em theo số hotline. Chợ hàng em thì rất là nhiều rồi, lúc nào cũng đủ phục vụ cho các bác. Thì bên em là được các bác tin tưởng rất là nhiều nên sẽ lấy những cái số lượng thường xuyên cũng rất là nhiều. Đấy, đủ phục vụ cho các bác thoải mái nhé. Cam kết chất lượng rồi các bác, cam kết chất lượng nhé. Hàng cực kỳ chất lượng. Chưa? Các cái đầu vú cực kỳ mềm nhé. Nhựa cực kỳ sạch và hợp vệ sinh, nhựa trắng ABS chịu lực các bác nhé. Đấy. Hàng đấy. Thì em cực kỳ nhiều nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ hãy tổng kho bên em nhé. Giá cả bên em cực kỳ cạnh tranh, giá rẻ, em đảm bảo giá rẻ nhất nhé. Giá rẻ nhất bởi vì bên em có hệ thống bán hàng cực kỳ lớn và cái số lượng nhập nhiều nên là giá rẻ, rất là rẻ để phục vụ cho bà con nhé. Và hàng bên em cam kết chỉ làm hàng chất lượng, không làm hàng giá rẻ nhé. Đấy, các bác dùng nó rất là bền này. Đấy, các bác dùng cảm thấy chất lượng thì giới thiệu ủng hộ em lần sau này, giới thiệu cho các bác cùng nhau phát triển, cùng nhau chăn nuôi nhá. Đấy, em không làm hàng rẻ đâu các bác, hàng bên em toàn hàng chất. Chưa? Hàng bên em thì toàn là nếu mà ship đi thì sẽ miễn ship cho các bác toàn quốc nhá, và thời gian phục vụ các bác cực kỳ nhanh. Đấy, nhanh nhất có thể để các bác kịp thời bổ sung sữa cho heo con. Đấy, cứu cái số lượng đàn. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo em theo số hotline nhá, đang hiển thị trên màn hình hoặc trong video, hoặc là ở cuối video em sẽ để chi tiết cho các bác nhé. Đấy, rất to và rõ luôn. Các bác chăn nuôi đấy thì chúng ta, hoặc là các bác hơi nhiều tuổi, các bác có thể nhìn hotline hơi kém một chút nhưng mà yên tâm, em sẽ để cực kỳ to và rõ ở phía trong màn hình hoặc cuối video nhé. Các bác gọi chính xác cho em, phục vụ 24/24 nhé. Đấy, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Đấy, chúc các bác chăn nuôi gặp nhiều thắng lợi. Xin cảm ơn các bác.